Xin chào các bạn. Hôm nay tôi và các bạn cùng nhau phân tích và dự báo giá vàng trong những tuần tới, trong những ngày tới của tháng 2 năm 2016. Thì giống như bản tin số 4 vào ngày 7 tháng 1 năm 2016, thì tôi đã phân tích thì giá vàng đã có bước tăng trưởng ở vùng giá là 1080 và đã bắt đầu có sự tăng trưởng nhanh cho đến tới đạt đỉnh ở vào ngày 11 tháng 2 năm 2016. Và tiếp theo đó, những ngày sau đó thì vàng đã bắt đầu có những bước điều chỉnh. Thì những bước này có thể gọi là những giai đoạn mà các giới đầu cơ giá lên đã chốt lời. Hiện giờ thị trường đang giằng co ở khu vực dùng giá là 1190 và sâu hơn nữa là dùng giá 1180 80 84. Như vậy thì để có thể nhìn thấy được các mức cản này nhiều hơn, rõ hơn, thì chúng ta phải thực hiện vẽ Fibonacci kéo từ đáy sang đỉnh. Thì chúng ta thấy rằng là cái dùng dùng giá mà chúng ta quan tâm để xem xét phản ứng của thị trường trong những ngày tới, đó là dùng giá 1190 và dùng giá là 1181. Chúng ta phải theo dõi sát sao ở cái dùng giá này, đặc biệt là các nhà đang đầu tư vàng vật chất, thì hãy theo dõi cái dùng giá, hai cái dùng giá này. Khi mà giá nó phá được cái ngưỡng 1184 thì các nhà đầu tư vàng vật chất nên thực hiện cái việc chốt lời các lệnh mua, hay nói cách khác là bán ra vàng vật chất khi mà đã mua ở vùng giá thấp. Đến đây chúng ta chốt lời, vì nếu mà phá được ngưỡng này thì vàng có khả năng sẽ về sâu hơn. Vàng có khả năng về sâu hơn, vì vậy nhà đầu tư cũng nên thận trọng để chúng ta tối đa hóa được lợi nhuận khi mà chúng ta đã mua để dùng giá thấp. Bên cạnh đó thì các nhà đầu tư theo dạng thế giới cũng nên quan tâm ở vùng giá 1184. Khi giá phá được cái ngưỡng này thì giá sẽ giảm sâu hơn về cái vùng giá gần nhất, đó là 1156. Hoặc là xa hơn thì nó sẽ về dùng giá là 1129. Đó là những cái vùng giá mà chúng ta cần phải quan tâm để tối đa hóa là lợi nhuận. Ngoài ra các nhà đầu tư cũng có thể vào cái website là dự báo giá vàng.net và chọn vào cái banner là cài cái ứng dụng dự báo giá vàng này vào điện thoại, và khi click vào chuột vào đây thì bạn sẽ vào được cái trang là ứng dụng dự báo giá vàng. Tiếp đó thì bạn kéo chuột xuống cuối màn hình. Ở đây nó có cái hướng dẫn là các bạn sẽ cài cái ứng dụng trên hệ hành iOS thì tích chụp vào đây, ứng dụng chạy trên Android thì cài vào đây. Bạn sẽ cài cái ứng dụng nào phù hợp theo các thiết bị của bạn, và khi cài cái ứng dụng này vào thì bạn có thể xem tin tức của thị trường vào hàng ngày. Và ngoài ra thì bạn có được nhận được cái sự hỗ trợ bằng cách là nhận được tin nhắn chiến lược từ chúng tôi khi bạn đăng ký thành viên VIP để bạn được sử dụng tính năng này. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể thực hiện cái việc trắc nghiệm trên ứng dụng. Với những tính năng như thế này thì giúp cho nhà đầu tư ôn luyện những kiến thức về đầu tư và thị trường vàng tài chính trong nước và thế giới một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi hân hạnh được hỗ trợ các bạn. Hãy nhanh chóng cài ứng dụng vào máy để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất từ chúng tôi. Xin chào tạm biệt.